Hello xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình Trong video ngày hôm nay Mình sẽ review cho các bạn một tí game Legion mới Sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới Có tên là Tale up Angel Tại địa chỉ taleofangel.io Thì trong con game này các bạn sẽ sở hữu các NFT là các vị thần Và các bạn sẽ đánh bại các quỷ dữ trong chế độ Dungeon Và sẽ kiếm được các đồng token Đây chính là các NFT vị thần trong game này các bạn Thì mỗi vị thần sẽ có một sức mạnh khác nhau Và sẽ có các thuộc tính riêng biệt khác nhau nhớ bạn. Tiếp theo là các chế độ chơi chính trong game. Chế độ đầu tiên sẽ là chế độ Adventure thì trong chế độ này các bạn sẽ vượt qua các bản đồ chơi. thì để vượt qua các bản đồ chơi này các bạn cần phải suy nghĩ lựa chọn ra các uh, NFT vị thần có thuộc tính phù hợp nhé bạn và sẽ có các trạng thái tốt để có thể vượt qua các bản đồ này. Tiếp theo là chế độ chơi chính thứ hai là hệ thống đinh gần thì ở cái chế độ đinh gần này các bạn sẽ kiếm được các phần thưởng lớn hơn chế độ venture nha bạn và cái tỷ lệ rơi ra những cái vật phẩm NFT hiếm cũng sẽ cao hơn cái chế độ venture ở chế độ này thì các bạn sẽ có thể kiếm được rất là nhiều đồng tóc token và vật phẩm NFT Tiếp theo thì cái đồng tóc kênh chính trong con game này là đồng ANGT và nó chạy trên nền tảng của Binance Chain BC. Cái lượng supply của token này là 50 triệu nha các bạn. Và hiện tại thì đồng token này chưa được list sàn. Thì nó sẽ được list sàn trong thời gian sắp tới. Thì đây chính là cái danh mục phân bổ của cái đồng token chính trong con game này. Các bạn thấy là Play to Earn sẽ chiếm 50%. về thanh khoản là 10% nữa các bạn. Public Sale là 10%. Private Sale là 8% team phát triển sẽ là 8%, marketing sẽ là 5% và cái team cũng là 8% đó bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái lộ trình phát triển trong The Thì vào quý 4 2021 thì con game này được lên ý tưởng hình thành và bắt đầu phát triển. Đến quý 1 2022 thì con game này đã có white paper và đã có website chính thức các bạn. Và cái lộ trình phát triển tiếp theo trong quý 1 2022 thì theo mình tìm hiểu được trong các group của game này thì vào ngày 28 tháng 3 sắp tới hoặc là sớm hơn thì game sẽ cho ra mắt cái phiên bản beta version 1. Đến ngày 5 tháng 4 thì sẽ tổ chức bán các NFT box với giá resell. Ngày 10 tháng 4 thì sẽ là đợt bán token resell vòng private. Ngày 15 tháng 4 sẽ là đợt bán token resell vòng public. Và ngày 18 tháng 4 thì game sẽ chính thức ra mắt nha bạn và sẽ list cái đồng token này trên bên cái WAP người ngày 19 tháng 4 thì sẽ list trên Comic và Concacco. Đó chính là cái lộ trình phát triển trong quý 1 2022. Đến quý 2 2022 thì sẽ cho ra mắt Marketplace nữa các bạn và các cơ chế trong game sẽ có phần stacking cho cái đồng token ANGT, đồng token chính trong game và sẽ có chế độ PVP mod nha bạn. Đến quý 3 2022 thì game sẽ hợp tác với những cái đối tác mới và sẽ có list trên kucoin nữa bạn và cũng sẽ có những cái chế độ chơi mới luôn thì cái team phát triển đứng đằng sau theo angel là một team đến từ nước ngoài và đây là những cái cố vấn cho game nữa bạn và những cái banner của game chúng ta có big five studio đó bạn Tiếp theo chúng ta sẽ đến với các thông tin chi tiết trong White Paper của TFDation. Đầu tiên sẽ là các NFT vị thần. Thì các NFT vị thần sẽ được chia thành 4 nhóm với các độ hiếm tăng dần là từ Common, Rare, Epic và Legendary. Thì đây chính là các NFT vị thần trong nhóm Common nữa bạn. 4 vị thần trong nhóm Rare. Đây là bốn vị thần trong nhóm Epic và bốn vị thần trong nhóm Legendary cũng là các vị thần mạnh nhất. Và đây chính là danh sách các ác quỷ mà các vị thần sẽ phải đánh bại. Và trong con game này sẽ có các yếu tố về hệ nhớ bạn. Thì mỗi NFT, vị thần cũng như là ác quỷ sẽ có những cái hệ khác nhau. Và nó sẽ khắc chế lẫn nhau nữa bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với các chế độ chơi trong Tale Adventure các bạn. Đầu tiên sẽ là chế độ Adventure thì mỗi người chơi sẽ chọn một NFT vị thần tương ứng để hoàn thành những cái bản đồ trong các chế độ adventure đấy bạn và sẽ có bốn bản đồ và mỗi bản đồ sẽ có một cái mức độ hiếm tương ứng với cái NFT vị thần và mỗi vị thần có cùng cái hệ với cái bản đồ đã chọn bạn sẽ được gia tăng 25% cơ hội chiến thắng và rớt ra các vật phẩm NFT thì chi tiết nó nằm ở đây các bạn như là bản đồ gió đó bạn, 75% là hệ màu xanh lá, 50% là xanh dương, 100% là màu đỏ, và 25% là màu vàng. Thì ở cái hệ này bạn, nó sẽ có những cái màu đặc trưng. Thì khi mà các bạn lựa chọn những cái bản đồ này, các bạn sẽ nhìn vào các NFT vị thần của bạn là nó thuộc cái hệ màu gì. Và các bạn sẽ chọn cái bản đồ tương ứng như cái bản đồ gió nè bạn các bạn sẽ chọn những cái NFT vị thần có cái hệ màu đỏ thì các bạn sẽ chiến thắng được 100 và mỗi cái map sẽ có những cái mức độ khó tương ứng thì Demigod sẽ tương ứng với cái NFT vị thần có độ hiếm là common Insanity sẽ là độ hiếm rare Mythy sẽ là độ hiếm epic và God level sẽ là độ hiếm legendary tiếp theo là cái chế độ dungeon. gần thì cái chế độ này sẽ giúp cho bạn đạt được những cái phần thưởng cao hơn, cái chế độ venture và cái tỷ lệ rớt đồ ra cũng sẽ là cao hơn. Thì ở chế độ venture thì các bạn chỉ tiêu tốn khoảng 10 năng lượng cho mỗi lần các bạn tham gia. Còn ở chế độ dungeon thì các bạn sẽ tiêu tốn 100 năng lượng cho mỗi lần và mỗi ngày các bạn sẽ chỉ được đánh chế độ này một lần thôi. Thì về cơ chế của chế độ dungeon thì các bạn có thể xem chi tiết ở phần này các bạn. Để ổn định giá token thì Theo Angel đã có cái cơ chế đốt token như sau. Các bạn sẽ sử dụng token để mua cái NFT, grab item, sử dụng token để mua cái vé vào đinh gần và sử dụng đặt cược cho đấu trường BBB. Thì Theo Angel cũng có các mức roi cho các chế độ chơi trong game nữa bạn. Thì đầu tiên sẽ là chế độ đinh gần. Thì nó sẽ có các mức từ dễ đến khó. Ở mức dễ thì nó yêu cầu cái lực chiến là 1.000 với từ level 1, level 5 thì mỗi ngày các bạn kiếm được 20 đô tương ứng là 15 ngày các bạn kiếm được 300 đô các bạn và ở mức level 10 thì mỗi ngày các bạn kiếm được 192 đô và 7 ngày các bạn kiếm được 1.350 đô ở độ khó khó hơn yêu cầu được chiến 2000 thì mỗi ngày kiếm được 60 đô tương ứng rồi 15 ngày sẽ là 900 đô ở mức level 10 sẽ là 7 ngày với 2050 đô ở mức khó nhất các bạn thì nó yêu cầu cái lượt chiến phải là 5.000 và mỗi ngày các bạn kiếm được 187 đô và tương ứng 15 ngày các bạn sẽ kiếm được 2.250 đô ở mức level 10 thì 7 ngày các bạn sẽ kiếm được 5.500 đô đây là cái mức ROI cho cái chế độ adventure nữa các bạn thì các bạn sẽ vượt qua 4 cái map trong chế độ adventure thì tương ứng với từng map sẽ là các độ hiếm của NFT thì các NFT có cái độ hiếm khác nhau thì sẽ có các mức roi khác nhau các bạn Như Common sẽ có cái mức roi thấp nhất nữa các bạn Và Legendary sẽ có cái mức roi cao nhất Các bạn có thể tham khảo cái bảng roi ở cái phần này Về cái cơ chế lam trong game Thì cái cơ chế này sẽ giúp cho ngăn chặn cái việc bán tháo token trong game các bạn Thì nó sẽ như sau Ngày đầu tiên các bạn làm token ra khỏi game các bạn thì các bạn phải chịu 90 cái uh, mức làm đó các bạn cái mức thuế thì các bạn chỉ làm được 10 mà thôi và sau, mỗi ngày nó sẽ giảm 10 phần trăm nhé bạn đến ngày thứ 10 thì các bạn sẽ làm được uh, token với 99 và chỉ là 1 thuế các bạn thì các bạn nên đợi ngày thứ 10 để làm Tiếp theo là thông tin về các đợt bán NFT box và token sắp tới của game. Thì đầu tiên sẽ là đợt bán NFT box. Thì Theo Angel sẽ bán 4 loại box các bạn. Bao gồm Common box, Rare box, Epic box và Legendary box. Và mỗi loại box này sẽ có mức giá khác nhau và tỷ lệ mở ra các NFT bị thuần khác nhau. Như là Common box các bạn sẽ mua với giá 75 BUSD. Và cái đây là cái tỷ lệ mở ra các NFT các bạn. Rebox sẽ bạn sẽ mua năm 150 BUSD và đây chính là cái tỷ lệ mở. Epic Box sẽ mua với giá là 250 USD và tỷ lệ mở của nó. Và Legendary Box các bạn sẽ mua với giá 450 USD và các bạn sẽ mở được 100% ra NFT vị thần Legendary. Tiếp theo là thông tin về cái đợt bán token với giá resale là vòng private các bạn. Thì cái vòng private này sẽ có mức giá là 0.07 đô các bạn và nó sẽ là first come first show, tức là đến trước được phục vụ trước. Ở vòng public sale thì cũng vậy luôn bạn. First come first show và cái mức giá của nó là 0.09 đô. Và khi list sàn thì cái đồng token uh, chính của con game này sẽ được list với cái mức giá là 0.15 đô các bạn. Và đây là các kênh social media của Thep Angel các bạn có thể join vào đây để cập nhật tình hình mới nhất về con game này. Hiện tại thì Tail of Angel đã có cái phần đi app các bạn. Thì trong phần đi app này sẽ có các giao diện để các bạn có thể tham gia vào các đợt bán NFT box hoặc là các đợt bán token sắp tới. Thì để truy cập vào đi app, các bạn sẽ vào app.tailofangel.io. Sau đó các bạn click vào cái nút connect này các bạn để tiến hành kết nối với ví MetaMask. Thì đây chính là cái giao diện sau khi đã kết nối với ví. Và các bạn nhìn ở trên góc này nó sẽ có 5 cái tab đó các bạn. Thì cái tab đầu tiên sẽ là tab play game. Thì các bạn có thể truy cập vào và chơi con game này khi mà game nó ra các bạn chính thức. Tab thứ hai là tab bán NFT các bạn. Thì cái đợt bán NFT sắp tới sẽ là ngày 5 tháng 4. Và đây là những cái NFT box được bán đó các bạn như là cái common box sẽ là 75 đô, rare box 150 đô, epic box là 250 và legendary box sẽ là 450 đô. Và nó có số lượng box nữa các bạn. Thì các bạn sẽ mua cái box này cho đến khi mà cái số lượng này nó kết thúc. Nó hết các bạn. Và đây chính là cái thời gian đếm ngược cho đến ngày 5 tháng 4. Tiếp theo là phần bán uh, token. Thì cái đợt bán token là cái vòng private sẽ tổ chức vào ngày 10 tháng 4 và cái vòng public sẽ là ngày 15 tháng 4 các bạn. Thì min mà các bạn có thể mua sẽ là 40 đô và max là các bạn mua được 1.200 đô. Thì cái giá cho cái vòng private là 0.07 của cái giá ANGT các bạn. Và cái giá cho cái vòng public sẽ là 0.09 nha các bạn. Còn cái giá lít sàn khi mà lít trên cây Web vào ngày 18 tháng 4 sẽ là 0.15 là cái giá khởi điểm. Thì để tham gia vào cái đợt bán public cũng như là private thì các bạn cần phải nằm trong cái whitelist nha các bạn. Thì các bạn uh, có thể tham gia và tham gia vào cái whitelist này khi mà các bạn uh, tham gia các các sự kiện được tổ chức trên các uh, social media của game. Thì con Tail of Angel có các kênh social media là Discord hoặc là Telegram các bạn các bạn hãy truy cập vào đó và các bạn tham gia vào các sự kiện mà con game này đang tổ chức. Tiếp đó là về phần marketplace thì thị trường marketplace trong con game này sẽ được ra mắt sớm các bạn và nó sẽ ra mắt ngay sau khi mà cái đợt bán NFT kết thúc. Đây nó nó sẽ ra sau khi mà cái đợt bán NFT resale đã kết thúc đó các bạn. cái phần này cũng sẽ được ra mắt sớm đó các bạn. Tiếp đó thì trong inventory này thì nó sẽ có hai cái tab, một tab là god, một tab là box. Thì các bạn mua những cái box NFT các bạn, nó sẽ nằm ở cái phần này và những cái con tướng của bạn, những cái NFT vị thần của bạn nó sẽ nằm ở cái phần này nha. Hiện tại thì Thế Banjo đang có khá là nhiều sự kiện cũng như là các cuộc thi để các bạn có thể giành được những cái suất Wallet để tham gia và và mua trong những đợt bán token resale của game thì hiện tại đang có sự kiện là mời 10 người tham gia vào game thì các bạn có thể copy cái code referral này để mời những người chơi khác tham gia vào game sự kiện thứ hai là sẽ có các cuộc thi về Gleam thì cái link cuộc thi Gleam mình sẽ để trong phần description để các bạn có thể dễ dàng chi cập và người những người may mắn sẽ nhận được cái suất qua lead để tham gia mua ở các đợt bán token resell này các bạn, thì các bạn có thể uh, tham gia vào các kênh social media này ở đây các bạn, ở đây nó có những cái logo như là Discord đó bạn, Telegram, Facebook thì các bạn có thể tham gia vào những kênh kênh này để cập nhật về các sự kiện các bạn. Đây chính là một cái kênh Telegram của theo Angel đó bạn các bạn hãy theo dõi cái kênh này để nắm bắt được cái tình hình của Tab Angel và những cập nhật mới nhất đến từ game. Như vậy là phần review của mình về con game Tab Angel đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Và mình có một cái kênh Telegram cộng đồng, các bạn có thể chia cập vào đó để chúng ta có thể cùng nhau giao lưu, chia sẻ và cập nhật cái NFT game mới trên thị trường NFT game. Và các bạn lưu ý thì đây chỉ là video tham khảo không phải là lời khuyên đầu tư và các bạn nên tìm hiểu thật kỹ về con game này trước khi mà các bạn quyết định uh, mua bóc và chơi game. thì xin chào tất cả các bạn và hẹn lại bạn ở những video sau.